Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều nay, thứ năm ngày 23 tháng 3 sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Hưởng ứng ngày nước, ngày khí tượng thế giới và chiến dịch giờ trái đất. Thành phố Hồ Chí Minh xử lý sớm chùm ca bệnh cúm AH1N1 giúp hạn chế lây lan. Nghiên cứu phát hiện bất ngờ nhiễm sắc thể y của Beethoven. Cháy nhà tại Bình Tân, một người tử vong. Kính thưa quý vị, sáng nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch giờ trái đất năm 2023. Lễ phát động nhằm truyền tải những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngày nước thế giới 22 tháng 3 với chủ đề thúc đẩy sự thay đổi, truyền đi thông điệp, hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ để thúc đẩy những thay đổi lớn, kêu gọi cộng đồng thay đổi cách thức sử dụng, khai thác và quản lý nước trong cuộc sống hàng ngày. Còn Ngày khí tượng thế giới 23 tháng 3 được Tổ chức Khí tượng Thế giới phát động nhằm tôn vinh vai trò của thông tin, thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước. Muốn có thông tin thời tiết, khí hậu, tài nguyên nước tốt thì chúng ta phải có hệ thống quan sát thật tốt và một cái đồng bộ sự với cơ sở dữ liệu tập trung của ngành địa văn kết hợp với cơ sở liệu của tất cả các lĩnh vực khác. Tại sự kiện cũng phát động hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất 2023 với chủ đề Thời khắc quan trọng cho trái đất. Đây là thời điểm chúng ta cần thay đổi, hợp tác hành động khẩn cấp để thích nghi với biến đổi khí hậu, hướng tới phục hồi thiên nhiên và đa dạng sinh học trong thập kỷ này. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20:30 đến 21:30 ngày 25 tháng 3, tối thứ Bảy tuần này. Tối qua 22 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết vừa phát hiện chùm ca bệnh cúm AH1N1 tại quận 10, khiến 20 học sinh tại một trường tiểu học không thể đến trường. HCDC nhận được tin báo của Trung tâm Y tế quận 10 từ ngày 16 tháng 3 về số học sinh nghỉ bệnh tăng bất thường tại trường tiểu học Võ Trường Toản. Ngay sau khi nhận thông tin, HCDC đã nhanh chóng phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 và Trung tâm Y tế quận 10 thực hiện điều tra dịch tễ, tổ chức thăm khám cho các học sinh. Các bác sĩ nhận định ban đầu nghi ngờ các trẻ mắc cúm và thực hiện lấy ngẫu nhiên 6 mẫu xét nghiệm, gửi về Viện Pasteur để tiến hành phân lập. Đến ngày 17 tháng 3, kết quả 6 trên 6 mẫu dương tính với cúm AH1N1. Tính từ ngày 17 tháng 3 đến nay, lớp học chưa ghi nhận thêm trường hợp mới có triệu chứng. Theo HCDC, trong những tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận các chùm ca bệnh hô hấp trong trường học ở quận Bình Thạnh và mới đây là quận 10. Các chùm ca bệnh đã được ghi nhận và xử lý sớm giúp hạn chế lây lan. Sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk cho biết có 31 học sinh của trường tiểu học Lý Tự Trọng, thị trấn Buôn Chấp có biểu hiện bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay của người lạ trước cổng trường. Trước đó vào khoảng 13:30 ngày 22 tháng 3, có 4 người lạ mặt đứng trước cổng trường tiểu học Lý Tự Trọng và phát bóng bay cho học sinh. Khi bảo vệ phát hiện, nhóm người này liền rời khỏi trường. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, nhiều học sinh tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Nhà trường đã đưa các em vào phòng y tế và báo chính quyền địa phương, công an thị trấn, trạm y tế thị trấn để xử lý. Tổng số học sinh có biểu hiện ngộ độc là 31 em. Trong đó có 18 em được chăm sóc điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Anna, 13 em đang theo dõi tại nhà. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Quá trình điều tra mở rộng vụ vận chuyển hơn 11 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ ít nhất 2 nghi can có liên quan đến vụ việc. Hiện, do tính chất phức tạp của vụ án nên phía công an chưa cung cấp danh tính của 2 nghi can này. Theo điều tra, sáng 16 tháng 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện trong 4 vali của các tiếp viên hàng không có 157 tuyết kem đánh răng, chứa tổng cộng hơn 11 kg ma túy, các loại ketamine và MDMA. Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã chuyển giao hồ sơ và vật chứng đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Ngày 22 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã trả tự do cho 4 tiếp viên do chưa đủ cơ sở để khởi tố, đồng thời khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định. Liên quan vụ việc này, phóng viên HTV đã có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cho tới giờ này chưa đủ để cơ sở để chứng minh là những người này phạm tội thì phải thả họ ra.
Điều đó không có nghĩa là vụ án chìm xuồng, mà cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, đang tìm bắt các nghi can và tiếp tục điều tra. Trong quá trình điều tra đó, nếu có đủ chứng cứ, bất kỳ ai phạm tội thì những người đó sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự. Cái xử lý ban đầu có thể nó không thỏa mãn cái tâm lý hiện thời của dư luận. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải dựa trên những cái căn cứ pháp luật và phải ủng hộ việc làm đúng theo pháp luật của cơ quan điều tra. Chứng minh hành vi phạm tội của từng người trong những cái vụ án lớn, đặc biệt là án ma túy, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Mùa khô Tây Nguyên đang đến gần, nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt của người dân tăng cao. Hiện nay, nhiều hộ đồng bào vùng sâu tại huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phải mua nước uống hàng ngày do lo sợ sử dụng nước giếng sẽ gây ra nhiều bệnh đường ruột. Đáng nói, họ sống ngay dưới công trình nước sạch trị giá hàng tỷ đồng. Với một gia đình 6 người, trong đó chỉ có 2 lao động chính, kinh tế chỉ dựa vào mùa sào lúa, thì việc phải mua nước để uống cũng là một gánh nặng với vợ chồng chị Hơ Thi. Nước giếng này được 5-6 nhà, mà nước này thì nó khô, không đủ nước xài nữa, tối cũng không đủ nước tắm nữa. Nước uống thì mình tự mua, bình 10.000 cũng có, bình 12.000 cũng có. Công trình nước sạch tại thôn Mơ Liêng bị hư hỏng do không đủ kinh phí vận hành, không thay lọc cát thường xuyên, nguồn nước bị nhiễm phèn. Về cái vấn đề nước sạch thì đối với cái mùa nắng này thì cũng là thiếu trong sinh hoạt. Thì hiện nay được sự quan tâm của tỉnh, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk là đang triển khai là đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch ở xã Đắk Phơi. Chính quyền địa phương đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy lọc nước quy mô lớn. Trong thời gian chờ đợi, cơ quan chức năng có thể nhanh chóng sửa chữa các trạm lọc nước đang có nhằm tránh lãng phí, đồng thời giải quyết vấn đề thiếu nước sạch cho người dân. Thế giới trong ngày có gì? Tên lửa in 3D của hãng Relativity Space lần đầu tiên được phóng lên vũ trụ. Bộ sưu tập thời trang làm từ những bộ phận xe ô tô cũ. Hôm thứ Tư theo giờ Mỹ, cuộc đình công của các nhân viên ngành giáo dục ở Los Angeles đã bước sang ngày thứ hai, khiến gần nửa triệu học sinh nghỉ học. Việc này ảnh hưởng đến các gia đình phụ thuộc vào trường học trong việc cho con ăn sáng và ăn trưa. Nhiều tổ chức tình nguyện đã kết hợp với nhau để giúp đỡ những học sinh bị ảnh hưởng. Tổ chức phi lợi nhuận Community Build ở Nam Los Angeles đã kết hợp với nhiều tổ chức khác để giúp đỡ. Thực phẩm mà tổ chức này cung cấp bao gồm những loại bánh cuộn và rau quả, cùng với bơ và sữa. Etama Sakua có 2 con trai 6 tuổi và 10 tuổi, thường ăn sáng và trưa tại trường. Ngân sách gia đình chúng tôi rất eo hẹp, nên khi cộng đồng giúp đỡ như thế này thì đã giúp chúng tôi nhẹ đi gánh nặng. Cuộc đình công của khoảng 30.000 nhân viên ngành giáo dục ở Los Angeles diễn ra tại học khu lớn thứ nhì của nước Mỹ. Đây là cuộc đình công mới nhất trong một loạt hành động của các nhân viên ngành giáo dục trên khắp nước Mỹ để phản đối tình trạng lao động đến kiệt sức và lương thấp, dẫn đến tình trạng thiếu hụt giáo viên ở nhiều nơi trên nước Mỹ. Sáng nay theo giờ Việt Nam, tên lửa in 3D của hãng Relativity Space đã lần đầu tiên được phóng lên vũ trụ. Tuy nhiên, tên lửa chỉ bay được khoảng 3 phút, không đến được quỹ đạo trái đất tầm thấp. Tên lửa Terran 1 cao 33,5m với 85% được làm từ các bộ phận in 3D đã được phóng lên không gian vào lúc 10 giờ 25 phút sáng nay theo giờ Việt Nam từ một bệ phóng ở căn cứ lực lượng không gian Cape Canaveral, bang Florida. Khoảng 80 giây sau đó, ở độ cao gần 16 km trên biển Đại Tây Dương, tên lửa đạt tốc độ 1.999 km/h, vượt qua mục tiêu chính của nhiệm vụ thử nghiệm. Khi gần tiến vào không gian, động cơ tầng thứ hai của tên lửa dường như bốc cháy trong thời gian ngắn, nhưng không đạt được lực đẩy và lao xuống Đại Tây Dương. Tên lửa không thể bay vào quỹ đạo, nhưng chúng tôi đã thu thập đủ dữ liệu cho thấy tên lửa in 3D có thể hoạt động được. Đây cũng được xem như thành công bước đầu khi một công ty tư nhân có thể phóng tên lửa được chế tạo phần lớn từ vật liệu in 3D. Theo nhà sản xuất, việc ứng dụng in 3D để chế tạo tên lửa có thể giảm thời gian sản xuất, dùng ít vật liệu hơn và có thể thay đổi bằng phần mềm. Ludwig van Beethoven là một trong những nhà soạn nhạc xuất chúng nhất của âm nhạc thế giới, nhưng cũng gặp nhiều vấn đề sức khỏe trong nhiều thập kỷ. Hôm qua, tạp chí khoa học Current Biology vừa công bố một công trình trích xuất ADN từ những sợi tóc được cho là của ông với hy vọng sẽ giải mã được các vấn đề này. Những sợi tóc này được cất giữ trong một bảo tàng trưng bày về Beethoven ở Bonn, Đức. Không hề đơn giản để bạn có thể giải mã từ sợi tóc.
Tôi có thể tìm thấy ở khắp nơi với kết quả giải trình tự, gần như chắc chắn người này là Beethoven. Từ kết quả giải mã ADN cùng các ghi chép về lối sống của Beethoven, các nhà khoa học đã lý giải được một số vấn đề như chứng viêm gan, nhưng vẫn chưa rõ vì sao ông lại mất thính giác. Chúng tôi không thể tìm thấy nguyên nhân cho việc mất thính giác của ông, không có biến thể gây hại, không có gen liên quan đến các dạng di truyền của mất thính giác. Nghiên cứu cũng dẫn đến một phát hiện bất ngờ, nhiễm sắc thể Y của Beethoven khác với một số người họ hàng còn sống của ông, cho thấy nhiều khả năng đã diễn ra những vụ ngoại tình từ đời tổ tiên của Beethoven. Tại Nam Phi, các mỏ khoáng sản là nơi xuất phát của những nguồn nước nhiễm axit độc hại cho nông nghiệp, trong khi nước này thiếu nước sạch. Một nhà sáng chế ở nước này quyết biến nước bẩn đó thành nước tinh khiết. Kinh tế Nam Phi dựa nhiều vào khai thác mỏ, nhưng hoạt động công nghiệp này cũng làm phát sinh các dòng nước thải có tính axit độc hại, trong khi nhiều nơi lại khô hạn. Xử lý nước thải và tinh lọc thành nước sạch là tham vọng của anh Boutumelo Lecaplo, người sáng lập một doanh nghiệp BN Aqua Solution. Anh tin rằng giải pháp của mình có khả năng giải quyết nạn thiếu nước sạch ở Nam Phi. Hệ thống đằng sau tôi là thiết bị quyên mẫu dùng biến nước thải từ mỏ thành nước tinh khiết. Đây là loại thiết bị có thể ứng dụng vào thực tế ở một số mỏ. Nước thải mỏ được xử lý qua 4 giai đoạn để loại tạp chất, trong đó giai đoạn quan trọng nhất diễn ra cuối cùng là lọc thẩm thấu ngược để loại các hóa chất kim loại, các vi khuẩn. Công suất hệ thống thử nghiệm này là 20 mét khối mỗi ngày, có thể mở rộng lên công suất hàng nghìn mét khối. Nhà thiết kế nổi tiếng Jeremy Scott, cái tên gắn liền với thương hiệu Moschino, vừa xuất hiện tại sự kiện thời trang giới thiệu bộ sưu tập có tên Restyle 2023 ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tại sự kiện này, Jeremy Scott đã giới thiệu những thiết kế độc đáo với chất liệu được tận dụng từ những bộ phận xe hơi bị loại bỏ. Một số thiết kế gây ấn tượng được làm từ cần gạt nước, dây an toàn, kính chắn gió. Tham gia sự kiện còn có các ngôi sao K-pop nổi tiếng như CL và Sandara Park. Thử thách lớn nhất có lẽ là chiếc đầm có viền làm từ cần gạt nước, lấy cảm hứng từ một chiếc đầm dạ tiệc những năm 1950. Tại sự kiện, Jeremy Scott cho biết anh cảm thấy tự hào về di sản của mình tại Moschino và sẵn sàng bước sang một chương mới. Ở phần an ninh trật tự an toàn giao thông, dán quảng cáo tín dụng đen, hai thanh niên bị bắt đi gỡ từng tờ. Ô tô lao xuống vực ở Bảo Lộc khiến hai ông cháu tử vong. Hôm nay, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Công an phường Bình Trưng Tây phát hiện hai thanh niên lén lút dán tờ rơi cho vay tín dụng đen lên cột điện tường nhà dân. Theo đó, khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc tuần tra trên địa bàn phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, lực lượng chức năng phát hiện Mạc Vũ Hoàng Phúc và Trần Linh Thiện cùng ngụ tỉnh Đồng Nai đang dán tờ rơi tín dụng đen nên mời về phường. Qua làm việc, Phúc và Thiện thừa nhận được một người không rõ lai lịch chỉ liên lạc qua điện thoại, thuê đi dán tờ rơi với tiền công 150.000 đồng một ngày một người. Kiểm tra tại phòng trọ của Phúc và Thiện, công an phát hiện thêm hàng chục ngàn tờ rơi với nội dung cho vay. Lực lượng đã yêu cầu hai thanh niên gỡ bỏ những tờ rơi đã dán và tiếp tục làm rõ vụ việc. Hiện nay, những vụ lừa đảo bằng hình thức chiêu dụ đầu tư môi giới bất động sản diễn ra rất phổ biến. Nhiều người vì tham lợi nhuận cao đã bị kẻ gian lừa mất tiền. Mới đây, thì Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Chí Học, trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ điều tra, Học từng là nhân viên của một công ty bất động sản. Trong thời gian này, Học tạo được uy tín khi hỗ trợ một số đồng nghiệp lướt sóng thành công nhiều lô đất. Sau đó, lợi dụng lòng tin của mọi người, Học kêu gọi các đồng nghiệp cùng tham gia góp vốn để đặt cọc mua lại những bất động sản với mức lợi là 3% dựa trên giá trị bất động sản. Vì tin tưởng nên nhiều người đã đầu tư. Ban đầu, Học chi trả lợi nhuận đúng cam kết. Đến khi số tiền lên đến hàng tỷ đồng, đối tượng nảy sinh hành vi chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của 5 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt trên 16 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục thông báo cho những ai là bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc nêu trên, đề nghị liên hệ với phòng cảnh sát hình sự số 47 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng hoặc số điện thoại 0935 356 589 gặp điều tra viên để giải quyết. Hôm nay, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng mua bán sử dụng ma túy tại một khách sạn trên địa bàn.
Trước đó vào chiều tối 22 tháng 3, lực lượng công an bắt quả tang Trần Viết Quốc Cường, ngụ thành phố Đà Nẵng, tàn trữ trái phép chất ma túy. Cường khai mua ma túy của một đối tượng tên Đinh Văn Phát, cùng ngụ thành phố Đà Nẵng. Từ lời khai của Cường, lực lượng công an đột kích vào một khách sạn trên đường 3 tháng 2, quận Hải Châu. Lúc này Phát cố thủ trong phòng, cầm sẵn kiếm nhật, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Thế nhưng sau cùng, đối tượng bị công an khống chế bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 20 gói ni lông chứa ma túy đá, một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Phát khai nhận đã mua thanh kiếm nhật trên mạng xã hội dùng để phòng thân và phản kháng lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ. Hôm nay, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông báo đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng và xử phạt hành chính 22 đối tượng liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy bị phát hiện vài ngày trước. Trước đó vào ngày 20 tháng 3, qua kiểm tra một nhà hàng tại thị xã Phú Mỹ, lực lượng chức năng đã phát hiện 13 nhân viên và 15 khách dương tính với chất ma túy. Tại một bàn trong nhà hàng, cơ quan công an phát hiện có 7 viên nén màu xám. Các đối tượng khai nhận đã nhờ Lê Long Duy Khánh, 27 tuổi là bảo vệ quán, mua 13 viên thuốc lắc và một gói ma túy khay để sử dụng. Tổ công tác cũng đã phát hiện trên một bàn khác có một viên thuốc lắc và một ít chất bột mịn ma túy khay do một nhóm đối tượng khác mua về cùng sử dụng. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy, tạm giữ Lê Long Duy Khánh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Phạm Hoàng Hà về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng về hành vi gá bạc và đánh bạc. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút hôm qua, lực lượng công an đột kích bất ngờ vào một quán cà phê ở huyện Bến Cầu, bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc với hình thức đánh bài binh biểu, thu giữ gần 65 triệu đồng, 5 bộ bài cùng nhiều đồ vật liên quan. Quán này do đối tượng Trần Như Ý, 36 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh làm chủ. Hàng ngày lợi dụng có nhiều người dân đến quán của mình uống nước, Ý chuẩn bị sẵn nhiều bộ bài tây và đứng ra tổ chức sòng bài để thu tiền sâu. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trưa nay, một căn nhà nằm trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra hỏa hoạn khiến một người tử vong. Theo đó, khoảng hơn 11 giờ, người dân phát hiện cháy tại căn nhà nằm trên đường 18D, phường Bình Hưng Hòa A. Ngay lập tức, người dân hô hoán huy động bình chữa cháy dập lửa. Tuy nhiên, do khói bao phủ khắp nơi, khiến mọi người không thể vào sâu trong nhà tìm cứu người. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Bình Tân điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau đó. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một cô gái 18 tuổi bị bại liệt, tử vong ở trên gác. Người cha chạy thoát ra ngoài, bị phỏng nhẹ. Cũng trưa nay, một xe ô tô lao xuống vực sâu hơn 70 mét tại tuyến tránh quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, khiến hai người tử vong. Thông tin ban đầu khoảng 11 giờ, ô tô do ông Dương Tấn Vinh, ngụ tỉnh Lâm Đồng, điều khiển chở theo cháu ngoại Phạm Dương Châu En, 4 tuổi, lưu thông theo hướng từ thành phố Đà Lạt về thành phố Bảo Lộc. Khi đi vào cầu Nosri, giao nhau với đường Âu Cơ, trên đường tránh thành phố Bảo Lộc khoảng 20 mét, xe bị mất lái rơi xuống vực sâu hơn 70 mét. Vụ tai nạn khiến ông Vinh tử vong tại chỗ, cháu En qua đời trên đường đưa đi cấp cứu. Cầu Srodi nằm trên đường tránh thành phố Bảo Lộc, có chiều dài khoảng 200 mét, lưu lượng xe cộ qua lại nhiều, nhưng cầu không có lan can bảo vệ an toàn. Sáng nay, một chiếc xe tải mất lái tông vào cột đèn, làm một người bị thương. Vụ việc xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu vực phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ, một chiếc xe tải chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ thị xã Bến Cát đi thành phố Thủ Dầu Một. Khi còn cách giao lộ Trần Ngọc Lên khoảng 50 mét, chiếc xe bất ngờ leo lên giải phân cách, tông mạnh vào cột đèn chiếu sáng. Sau đó, phương tiện này văng xuống đường rồi lật nhào. Thời điểm này, trên xe có hai người, người ngồi ghế phụ bị trầy xước, còn tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin, được người dân hỗ trợ giải cứu ra ngoài, đưa đến bệnh viện. Đến gần 12 giờ, xe cẩu được điều đến hiện trường, di dời phương tiện, giải phóng lòng đường. Thông tin cập nhật, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, khiến nhiều người bị thương. Theo người dân chứng kiến, lúc tai nạn xảy ra họ nghe tiếng va chạm rất lớn. Lúc này, mọi người chạy tới xem thì thấy nhà cửa, quán cà phê đổ sập nằm ngổn ngang. Một số người may mắn kịp chạy thoát thân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ, xe tải chở theo các ống thép lớn, lưu thông theo hướng Nam Bắc. Khi đến địa phận xã Ninh Thọ thì dừng đột ngột, khiến các ống thép văng xuống đường. Lúc này, một xe tải khác chạy phía sau không kịp xử lý, đã đâm vào một xe tải nhỏ đang đậu ven đường.
rồi tiếp tục tông vào một quán cà phê có hàng chục người đang ngồi bên trong. Chưa dừng lại, xe tải này lao tới tông sập một nhà dân. Nhận tin báo, hàng chục phương tiện của lực lượng cảnh sát giao thông cùng các xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng cứu hộ cũng được huy động để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Thông tin ban đầu cho biết có 5 người đã được đưa đi cấp cứu. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.